khám phá siêu tàu bệnh viện 1.000 giường USNS Mercy của Hải quân Mỹ. Bên cạnh tàu USNS Comfort thoải mái, Hải quân Mỹ sở hữu tàu bệnh viện thứ hai lớn tương đương mang tên USNS Mercy nhân đạo với quy mô và phần trang bị vô cùng hoành tráng. Cũng được hoán cải từ tàu chở dầu, tàu bệnh viện USNS Mercy số thân TAH-19 của Hải quân Mỹ có thiết kế gần giống như y hệt với tàu bệnh viện USNS Comfort của nước này. Nếu như USNS Comfort luôn túc trực ở bờ đông nước Mỹ thì ngược lại, tàu USNS Mercy lại hoạt động chủ yếu ở bờ Tây và khu vực Thái Bình Dương. USNS Mercy thậm chí còn được ra đời trước cả tàu chị em của mình là chiếc Comfort. Cụ thể, USNS Mercy được Hải quân Mỹ hoán cải và đưa vào biên chế từ năm 1986. Trước đó, đây là tàu chở dầu mang tên SS Worth được hạ thủy từ năm 1975. Tàu có độ giãn nước 65.000 tấn, dài 272m, lườn rộng 32m. Giống với tàu bệnh viện USNS Comfort, tàu Mercy dù được biên chế vào Hải quân Mỹ, nhưng cũng là tàu không vũ trang, mọi nhân viên trên tàu đều không mang vũ khí. Trong bất cứ trường hợp nào, tấn công tàu bệnh viện USNS Mercy hay tàu USNS Comfort đều bị coi là tội ác chiến tranh vì tàu này chỉ làm nhiệm vụ nhân đạo. Tàu USNS Mercy cũng được trang bị 1.000 giường bệnh với đủ các dịch vụ và chức năng hoạt động như một bệnh viện trên mặt đất. Tàu có biên chế bao gồm 12 nhân viên, 58 sĩ quan quân đội, không mang vũ khí, khi hoạt động trong trạng thái di chuyển không cấp cứu. Trong trạng thái cấp cứu khẩn cấp, tàu sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng cùng 61 nhân viên dân sự, 1.214 nhân viên quân sự, tất cả đều không mang vũ khí. Thông thường, tàu bệnh viện USNS Mercy và USNS Comfort luôn ở trạng thái nghỉ, nghĩa là nó sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào nhưng không có đủ trang thiết bị, vật tư y tế để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Trong trường hợp khẩn cấp, nhanh nhất cũng mất 5 ngày để chất đầy nhiên liệu, nước ngọt, vật tư y tế và bổ sung đủ nhân lực bác sĩ, điều dưỡng, y tá để tàu đi vào hoạt động. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.